công ty này đang đưa nhân viên đi du lịch. Họ ở trên chiếc xe buýt bình thường nhưng không hề tầm thường. Nó có gắn động cơ chạy được dưới nước. Chiếc xe lao xuống biển và kích hoạt bánh chèo như một chiếc thuyền thực sự. Tiếc là họ đi chơi mà không xem dự báo thời tiết. Một cơn sóng thần từ ngoài khơi ập đến. Nó làm lật tung con tàu chở hàng cực lớn. Những thùng hóa chất vỡ ra và phát nổ. Chiếc xe buýt đang ở gần đó cũng bị ảnh hưởng bởi cơn sóng dữ dội này. Chẳng mấy chốc, chiếc xe của họ bị nhấn chìm sâu xuống đáy đại dương. Vài ngày trước, vệ tinh NASA phát hiện một va chạm lạ làm lệch đường bay của một viên thiên thạch. Nó vẫn đang đến trái đất với tốc độ cực nhanh. Hầu hết các chuyên gia cho rằng khả năng thiên thạch đâm vào trái đất là rất cao. Mong chính phủ lên kế hoạch an toàn tuyệt đối cho người dân. Các nhà khoa học đang chạy chương trình mô phỏng vật lý tính toán khối thiên thạch này. Nếu thiên thạch đâm xuống biển có thể gây sóng thần cao hơn 100 mét. Mọi người vẫn thản nhiên không màng gì đến tin tức của chính phủ. Chuyến du lịch được khởi hành. Trong lúc sếp đang thao thao bất tuyệt về việc tăng 10% lương sau khi kết thúc chuyến đi, một chàng trai đã nhớ ra rằng mình đã từng mua xổ số. Đến khi lên mạng kiểm tra kết quả, anh ta đã may mắn trúng một số tiền cực kỳ lớn. Anh ấy cứ nghĩ rằng đây là một giấc mơ, cho đến khi tai nạn đột nhiên xảy ra. May mắn, mọi người chỉ bị dạt vào một hòn đảo hoang. Khi tỉnh lại, họ nhìn thấy trên vùng biển rộng lớn trước mặt là lốc xoáy và bão tố nguy hiểm. Sức mạnh của thiên nhiên thật vĩ đại, họ trốn vào trong một vách núi để tránh bão. Ngày thứ hai, khi cơn bão đã tan, mọi người tỉnh lại với chiếc bụng đói meo. Cuộc chiến sinh tồn trên đảo hoang chỉ mới bắt đầu, mọi người đã mất đoàn kết. Không ai nghe ai, không hề có sự nhường nhịn nào, kể cả sếp rơi vào hoàn cảnh này, tiếng nói cũng chỉ bé bằng cái đinh. Bọn họ rơi vào tình trạng hỗn độn. Trải qua một ngày không có ai quản lý, họ phát hiện ra anh tài xế đã từng trải qua khóa huấn luyện quân sự. Vì vậy, mọi kỹ năng sinh tồn anh ấy đều thông thạo. Họ quyết định bỏ phiếu và bầu anh ấy làm đội trưởng, dẫn dắt mọi người vượt qua cuộc chiến sinh tồn. Họ bắt đầu nghe theo sự chỉ huy của đội trưởng, cùng nhau trải nghiệm các kỹ năng săn bắt hái lượm cực kỳ dân dã. Dần dần họ phát hiện ra, tên này không hề đơn giản như những gì họ nghĩ. Hắn nóng giận vô cơ, bức ép người khác một cách thái quá. Điều này sẽ làm mọi người càng hoảng loạn hơn. Mặt khác, Mã Tuấn phát hiện tờ vé số cũng sắp hết hạn đổi thưởng. Anh ấy cùng em trai nhanh chóng dùng một chiếc thuyền cứu sinh rời khỏi đây, mong muốn quay trở về đất liền với một số tiền khủng. Giữa biển trời bao la rộng lớn, chưa biết được có thể thực hiện được điều đó hay không, họ lại nhìn thấy xác của một con gấu Bắc Cực. Biết rằng chuyện chẳng lành, họ nghĩ tình cảnh ở đất liền cũng không khá hơn là bao. Nhìn thấy bầu trời mây đen dày đặc, họ quyết định quay trở về hòn đảo. Một ông giáo sư tinh thông địa lý, khí hậu nhìn thấy xác động vật chết, liền khẳng định đến điều tồi tệ nhất có thể xảy ra, Nam Cực đã bị tan chảy. Đây có lẽ là một dấu hiệu cho thấy, ngày tận thế sắp đến gần. Trong tình cảnh này, tiền bạc không còn là thứ quan trọng đối với họ. Tuy nhiên, dù cho có điều tồi tệ nhất xảy ra, họ vẫn không thể đồng lòng cùng nhau vượt qua thử thách. Tên đội trưởng tiếp tục ức hiếp mọi người bằng sự thô lỗ và khắc nghiệt. Nhóm người còn lại chỉ có Mẫn Tuấn và em trai không đồng tình với sự điều phối này, họ tự tách ra thành một nhóm riêng biệt. Hai anh em họ đã phải thăm dò toàn bộ hòn đảo và anh ấy phát hiện ra được một chỗ đánh bắt cá rất lý tưởng cùng một con tàu đã bị cháy xém. Không như những người khác, Hồ chỉ biết quanh quẩn trong những con suối nhỏ. Mã Tuấn thầm thích san san, vì vậy anh ấy đã mang toàn bộ số cá mà anh có tặng cho cô gái ấy. Sau đó đưa cô đến con tàu bí mật mà anh vừa khám phá ra, nhưng bí mật lại bị bật mí, sếp đã theo dõi họ và lần mò đến tận nơi. Chẳng mấy chốc, con tàu đã bị hắn và tên đội trưởng cướp mất. Chúng đưa những người còn lại lên con tàu hưởng thụ một cuộc sống đủ đầy, no ấm. Trong khi đó, Mẫn Tuấn cùng em trai lại phải chịu sự vất vả và khắc nghiệt của hòn đảo hoang dã. Chẳng mấy chốc, anh ta trở nên kiệt sức vì không còn thức ăn. Anh ấy tìm đến con tàu để mượn chiếc lưới đánh cá, nhưng không ngờ sau đó lại bị bọn người xấu đập cho một trận tơi bời. Nhưng rốt cuộc, ông trời cũng không phụ lòng người. Mẫn Tuấn nhận được một cơn mưa cá từ trên trời rơi xuống. Họ nhanh chóng thu thập tất cả số cá đó để lấp đầy cái bụng đang đói giả rời. Nhưng với số lượng thức ăn lớn như thế này, để bảo quản chúng được lâu, họ thu đem mang hết số cá đi phơi khô. Và Mẫn Tuấn chợt nghĩ, tiền bạc lúc này không còn quan trọng nữa. Sau đó, anh mang số cá đến cho nhóm cư dân trên tàu nhằm kêu gọi lực lượng ủng hộ để chống lại ông sếp và tên đội trưởng, giành lại quyền kiểm soát con tàu. Một cuộc chiến nổ ra giữa hai nhóm người. Chúng kéo dài từ sáng cho đến khi mặt trời sụp xuống. Và lúc này, Mã Tuấn xuất hiện như một vị thần hiển linh. Anh ta phát biểu rất hùng hồn. Bằng cách này, anh ta đã thành công kéo hai người về một và mọi người cuối cùng cũng đoàn kết. Cùng với sự nỗ lực không ngừng của tất cả mọi người, họ cũng đã giải quyết được vấn đề về quần áo và đồ ăn. Họ cùng nhau làm việc thiết kế ra một bản vẽ phục chế lại con tàu bị hư hỏng nặng. Sau đó, bằng trí thông minh, họ đã có thể thắp sáng lên những ngọn đèn, mang họ tiến gần hơn đến cuộc sống văn minh. Ngoài ra, họ còn phát minh ra máy chiếu phim để giải trí cùng nhau. Mỗi tối, họ đều tổ chức đốt lửa trại và nhảy múa cùng nhau. Mọi thứ đều rất vui vẻ. Cho đến một ngày, bỗng từ đâu xuất hiện một âm thanh lạ. Anh em Mã Tấn cùng một người trong nhóm tò mò lần theo.
Họ vượt qua một ngọn núi, xuất hiện trước mắt là một điều không thể tưởng tượng. Một con tàu rất lớn đang chậm chậm di chuyển ở ngoài khơi, xung quanh còn bắn pháo bông rất náo nhiệt. Mặc cho người bạn Tử Dương vui mừng vì đất liền vẫn còn sự sống, trái đất chưa bị hủy diệt. Họ có thể về nhà. Nhưng anh em Mã Tuấn không muốn điều đó xảy ra. Vì anh ta đang sống một cuộc sống tiêu diêu tự tại, được sự trân trọng của tất cả mọi người và có cả tình cảm của San San. Nếu như quay trở về, anh ta lo sợ sẽ mất tất cả. Thông tin về con tàu xuất hiện ngoài khơi nhanh chóng được lan truyền cho tất cả các cư dân. Vì vậy, Mã Tuấn đã bịa ra rằng lời nói của người đó không đáng tin cậy vì anh ta đã bị điên. Và sau đó, em trai của Mã Tuấn đưa ra một thiết quân luật không ai được lên núi vào lúc nửa đêm. Ngày thứ 132 họ ở trên hòn đảo hoang, lúc này em trai Mã Tuấn lộ rõ sự tham lam của mình. Anh ta lập ra một kế hoạch vừa có thể trở về đất liền, vừa giữ được quyền lực. Hắn dùng mưu hèn kế bẩn, uy hiếp ông sếp để chiếm lấy quyền sở hữu công ty. Nhưng Mã Tuấn rất bất mãn với hành động này của em trai, anh ta sợ họ sẽ phải ngồi tù khi quay lại đất liền. Nhưng sau đó, anh ta đột nhiên bị một nhóm người bắt cóc. Họ trùm đầu Mã Tuấn lại và mang anh ta đi. Thì ra đó là kế hoạch của San San, cô ấy muốn tỏ tình với Mã Tuấn. San San đứng trước trời biển và đọc lời thề, cho dù giàu hay nghèo, cô ấy vẫn sẽ ở bên cạnh anh ta. Những lời nói của San San đã làm lay động trái tim anh, Mã Tuấn vô cùng hối hận về quyết định của mình lúc trước. Anh ta nói ra tất cả sự thật, nhưng lúc này mọi người không còn tin vào lời của anh ta. Họ nghĩ anh ấy cũng điên như Tiểu Dương, vì vậy anh ta đã bị trích điện cho ngất xỉu. Sau khi tỉnh lại, anh ta tìm đến Tiểu Dương để xin sự giúp đỡ. Vào ngày thứ 144, khi mọi người đang tổ chức tiệc ngoài trời, Tiểu Dương và Mã Tuấn lén lút chui vào con tàu, đập vỡ hết các đường ống, làm rò rỉ dầu ra ngoài. Từ đó, họ tìm cách phóng hỏa con tàu để tạo ra ánh sáng thu hút các con tàu khác khi đi qua. Mọi người không hề biết về kế hoạch này khi Mã Tuấn định quăng ngọn đuốc về phía con tàu. Vì bị sự ngăn chặn của mọi người, ngọn đuốc đã được Tiểu Dương cướp đi mất. Ngọn đuốc đã không đến được nơi cần đến. San San đứng giữa hai luồng ý kiến, nhặt nó lên và vứt nó đi. Cuối cùng, cô nghe tiếng theo gọi con tim, thực hiện theo chỉ dẫn của Mã Tuấn. Tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc, tên sếp từ bên trong bước ra, không biết gì về sự hỗn loạn này, hắn bắt đầu châm điếu thuốc trên tay. Mã Tuấn nhanh trí lấy vật trích điện, trích vào con tàu. Luồng điện truyền đến cơ thể ông sếp, hắn bị giật bắn người và làm rơi điếu thuốc. Một ngọn lửa bùng lên, cuốn sổ trên tay Mã Tuấn bị Tiểu Dương cướp mất và ném vào trong đám cháy. Sau đó, anh ta bị mọi người đánh đập tơi bời vì tội phá hủy con tàu. Quá hoảng sợ, Mã Tuấn chạy lên ngọn núi và trượt chân rơi xuống. Con tàu đã thật sự xuất hiện, ngọn lửa của Mã Tuấn đã thành công cứu được tất cả mọi người. Bộ phim kết thúc khi Mã Tuấn tỉnh lại và bị trôi giạt vào bờ, nơi con tàu đã bị cháy rụi. Anh không nhìn thấy ai, chỉ còn San San ở lại chờ anh ấy. Bộ phim là lời đáp cho câu hỏi, con người ta sẽ ứng xử thế nào ở một thế giới nơi quy tắc, pháp luật cùng những thứ vô cùng quen thuộc với con người như điện hay tiền bạc đều trở nên vô nghĩa. Khi ấy tình yêu có còn là tình yêu, quyền lực có còn là quyền lực. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, hẹn gặp lại các bạn vào những bộ phim tiếp theo.